Thì ở góc độ cá nhân, về kinh nghiệm cá nhân cô chia sẻ thì cô cảm thấy là con gái học ngành này nó cũng có những cái ưu điểm riêng và cũng tùy vào cái bộ phận mà em chọn lựa khi mà em làm thì nó mới có phát huy được cái những cái sở trường có đúng với sở thích của mình hay không. Trong suốt cái ngành logistics và quản lý chuỗi cung ứng thì chúng ta có rất là nhiều lựa chọn về ngành nghề, chứ là không hẳn khi người ta nói về logistics thì người ta thường nghĩ tới cái việc vận chuyển và lưu kho. Thì những cái hình ảnh đó thì dễ hình tượng các bạn là công việc này nó phù hợp với nam hơn nữ. Nhưng mà trong quá trình quản lý chuỗi cung ứng nó có rất là nhiều công việc, từ cái việc là cho tại dự đoán nhu cầu của thị trường cho đến dự đoán nhu cầu sản xuất, cái việc thu mua nguyên vật liệu và những cái khâu mà chuẩn bị sản xuất, rồi làm việc khách hàng, về customer service, về cung ứng các dịch vụ sản phẩm tới tay người tiêu dùng, có rất là nhiều bộ phận trong đó. Do đó để nói cụ thể là những công việc có những khó khăn và thuận lợi nào thì chúng ta cũng phải biết rõ ràng là chúng ta chọn cái công việc đó ở cái phân khúc nào trong cái ngành nghề của mình. Còn về bạn có hỏi là khả năng cạnh tranh làm việc với các bạn nam như thế nào, thì theo cô biết thống kê từ những ngày mà ngành logistics và quản lý chuỗi cung ứng mới thành lập, cái tỷ lệ học ngành này ở các trường đại học thường là khoảng 80-20 giữa nam và nữ. Nhưng mà hiện nay với cái xu thế mà chúng ta rất là đẩy mạnh và là một những ngành hot và tất cả các trường đại học đều có giảng dạy, thì cái tỷ lệ này nữ với nam là khoảng 50-50. Và cũng rất là đặc biệt trong cái đợt tuyển sinh vừa rồi của trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng thì cái tỷ lệ nữ đăng ký rất là đông. Và trong cái đợt tiếp đón tân sinh viên vừa qua thì cô thấy là 90% các bạn nữ nhập học so với lại các bạn nam. Thì các em cũng thể thấy được cái xu thế cái ngành của mình nó có rất là nhiều cái vị trí nó phù hợp cho nữ. Nó không chỉ về những cái vận chuyển, về kho bãi, mà nó còn có rất là nhiều cái quá trình về thủ tục, về hải quan, về xuất nhập khẩu nữa. Do đó thì cô hy vọng cái câu trả lời này thì em có thể là tự tin hơn trong cái việc chọn lựa ngành nghề của mình, cũng như là trong cái mà chúng ta có việc trao đổi cụ thể hơn nếu em chọn cái phân khúc nào trong cái lĩnh vực này thì cô thể tư vấn cụ thể hơn. Tại vì thuận lợi thì khó khăn nó luôn đi kèm với nhau, nhưng nếu chúng ta chọn được đúng cái ngành nghề, đúng sở trường và sở thích của mình thì chúng ta có thấy rất là nhiều cơ hội trong mọi thách thức mà mình gặp phải.